Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay của tất cả các bạn như thế nào? Hôm nay với mình thì rất là vui, tại vì lâu lắm rồi mình mới có một cái ngày cuối tuần mà mình cảm thấy thư thả, thong thả để mà ngồi làm clip như là hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về Brush. Các bạn đã bao giờ xem tranh xong rồi các bạn tò mò là cái người họa sĩ đấy vẽ bằng cái brush gì thế? Tại vì trông đẹp vãi ra, ngoại trừ những cái phần như là về anatomy rồi ánh sáng các thứ ra thì họ có những cái hiệu ứng đặc biệt ấy. Thế nhưng mà khi mà bạn hỏi là anh chị ơi, anh chị xài brush gì thế, thì có hai câu trả lời. Một là mình chỉ xài brush cơ bản thôi. Rồi câu trả lời thứ hai ấy là im lặng luôn. Mình cũng từng bị như vậy, cũng hơi buồn buồn. Rồi thì bạn đã bao giờ gặp cái tình trạng là bạn tải một cái bộ brush của cái họa sĩ bạn yêu thích xuống, rồi bạn mở nó ra và hàng trăm cái brush khác nhau ở trong đấy, bạn chả biết xài cái nào cả. Đến khi mà bạn vẽ thì nó cũng chả ra được một cái kết quả giống như cái anh họa sĩ đấy vẽ tí nào hết. Thế là bạn để xó cái brush đấy lại. Ví dụ đơn giản thôi, như là bạn vẽ một cái tán lá cây, ngồi vẽ bằng cái brush cơ bản ra hàng trăm cái lá thì khó quá. Thế là bạn tải cái bộ brush về lá xuống. Đến khi mà bạn vẽ ra thì nó vừa flat, nó lại vừa khó kiểm soát cái hình dáng ấy. Thế là bạn lại để xó cái brush đấy lại, rồi bạn hì hụi ngồi vẽ, mất rất là nhiều thời gian. Thì những cái tình trạng như vậy nó khá là phổ biến ở trong cái việc sử dụng brush. Mình cũng đã từng bị cái tình trạng như vậy thôi. Sau một cái thời gian làm việc cũng được người này người kia hướng dẫn và tham khảo thêm từ những cái họa sĩ lớn khác, thì mình có đúc kết ra một số những cái kinh nghiệm. Trong cái quá trình làm YouTube ấy, có rất là nhiều câu hỏi đến cho mình liên quan đến cái việc chia sẻ về cách xài brush này, ứng dụng, rồi cách tạo brush, rồi chia sẻ các setting các thứ. Thì hôm nay mình quyết định là làm một cái buổi chia sẻ như thế này. Mình cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mà nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi về cái chuyện chia sẻ brush này, vì nó có quá là nhiều brush. Bây giờ làm sao để mà chia sẻ thế nào cho các bạn beginner dễ hiểu nhất, thì mình quyết định là sẽ phân chia brush ra làm 3 loại thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 cái loại đấy là như thế nào nhé. Và nếu như mà các bạn thấy những cái chia sẻ của mình hữu ích ấy, hãy like rồi share giúp mình để các bạn beginner khác có thể biết được những cái điều này, rồi tiết kiệm thời gian hơn khi mà vẽ, cảm thấy cũng dễ dàng hơn khi vẽ nhá. Mục brush đầu tiên á thì là brush cơ bản là dạng tròn. Có hai cái loại là cứng này và một loại nữa là mềm. Với cái brush dạng này thì thực ra là bạn vẽ cái gì cũng được, chỉ là bạn chăm tới đâu thôi. Còn càng chăm thì lại càng tả được nhiều. Mà 80% là cái tranh của mình thì thường dùng chỉ xoay qua xoay lại hai cái loại này. Còn cái brush thứ hai là brush có texture, hay là brush mà có độ nhám. Các bạn có thể dễ dàng kiếm được cái loại này ở rất là nhiều nơi trên mạng ấy. Thậm chí là trong cái mục default của Photoshop nó cũng sẽ có nữa. Cái đặc điểm của những cái brush này ấy, đấy là nó có những cái nét đứt đoạn, cái độ thanh mảnh, rồi những cái mờ nhạt các thứ, đậm nhạt các thứ nó không có được trải dài và xuyên suốt như là brush cơ bản. Thì ứng dụng của những cái brush này ấy, là các bạn sẽ dùng để vẽ đất này, đá, tả chất kim loại, tả những cái vệt nhám hoặc là thân cây, da người, hoặc là một số những cái hiệu ứng đặc biệt trong cái việc mà đan xen màu sắc. Ngoại trừ để ứng dụng vào những cái mà ban nãy mình vừa kể ấy, thì mình còn thường dùng cái brush này với cái size bé đi để mà sử dụng trong cái quá trình sketch, bởi vì nó có một cái độ noise mà hơi gần với cái chất chì hay là than. Về cái mục thứ ba thì cái loại này khá là tương đồng với cái brush texture, nhưng mà thay vì là chỉ nhám nhám thì nó tập trung hơn vào một cái số chức năng nhất định, ví dụ như là brush lá cây hoặc là brush cỏ. Lá cây nè, hoặc là cỏ nè, rồi những cái như là cây, kể cả một cái hàng cây dài á. Về cái cách sử dụng ấy thì cái brush cơ bản là ai chắc cũng biết rồi đúng không? Còn với cái loại số 2 và số 3 mà mình nói thì nó
có một cái đặc điểm này bạn cần phải để ý, đấy là không phải cái brush nào cũng thích hợp để kéo một cái vệt dài như thế này, mà đôi khi nó sẽ dễ sử dụng hơn nếu như mà bạn nhấn từng cái một để tạo ra được cái hình ảnh mà bạn muốn. Cái thứ hai nữa, đấy là ngay cả cái size của brush cũng có ảnh hưởng đến cái khả năng ứng dụng. Ví dụ như là với những cái brush mà nó có những cái texture nó cách nhau ra như thế này, khi mà bạn để cái size của nó bé xíu như này á, nó cứ đứt đoạn ra thôi, nó chả có ra được cái vệt gì cả. Có cái brush này này, thế nhưng mà mình cứ chỉ dùng cái size bé tin hin như này thì nó cứ đặc quánh ra thôi, nó chả có cái tác dụng gì hết. Thế nhưng mà nếu mà mình phóng to nó ra, mình phóng to ra và thậm chí là mình chỉ nhấn một cái thôi, thì nó sẽ tạo ra được những cái texture nó rất là đặc biệt. Và mình thường xuyên sử dụng cái brush này ở cái kích thước to để mà tả những cái chất liệu như là kim loại này hoặc là đất đá. Và tất nhiên rồi, khi mà bạn sử dụng những cái brush này ở cái kích thước to như thế thì bạn nên kết hợp nó với cái loại lasso tool. Ngoại trừ lasso tool thì bạn có thể kết hợp với bất cứ cái chức năng khoanh vùng nào như là pen tool, hoặc là kết hợp với cả cái brush tròn để tạo ra được một cái layer. Khi mà nó có những cái vết dư thừa mà bạn muốn làm giảm bớt cái hiệu ứng của nó đi, thì một là bạn có thể sử dụng cái airbrush mà cái tẩy á, tẩy hoặc là bút mà dạng airbrush để tẩy nó bớt đi. Hai nữa là bạn dùng chính những cái airbrush mà nó có cái texture đó để bạn tẩy nó. Thì nó sẽ để lại những cái vết texture này lại, nhưng mà nó đã ra giảm đi rồi. Đây là cái tranh mà mình đã study lại từ cái tranh của họa sĩ Eitan Zana. Và mình dùng để study trong khoảng thời gian là 1 tiếng ấy. Mình cũng không có biết được là bác ấy đã vẽ như thế nào. Mình cũng không có biết được là anh ấy vẽ như thế nào. Cho nên là mình chỉ có cố gắng sử dụng những cái brush mà mình có để thể hiện làm sao cho gần nhất và giống nhất với những cái tranh mà mình thấy thôi. Nhưng mà các bạn cũng có thể xem cái cách mà mình sử dụng cả lasso tool rồi khoanh vùng này và cả những cái brush texture để mà vẽ ở trong cái vùng đó nha. Cái phần chia sẻ của mình ý thì chỉ đến đây thôi. Mong là các bạn sau khi mà xem cái clip này thì hãy để lại comment cho mình. Nếu như mà các bạn còn thắc mắc cái điều gì thì hãy đặt câu hỏi nhé. Xong rồi, nếu như mà các bạn thực hành, các bạn thấy là vẽ dễ hơn, dễ kiểm soát hơn thì cũng hãy để lại comment cho mình biết. Bởi vì những cái chia sẻ của các bạn thực sự là động lực đối với mình để mình làm tiếp những cái video sau. Ngoài ra ấy, nếu như mà mình thấy cái chủ đề này rất là nhiều người mong chờ thì có thể là mình sẽ làm những cái clip chuyên sâu hơn, có thể là mình sẽ chia sẻ rõ hơn rằng là mình xài cái brush này như thế nào, mình đang xài loại brush gì. Vậy ha. Bye bye các bạn.